to your heartache. If you wanna open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. Hello anh em, chào anh em tới kênh YouTube của Nam và Nam với Nam. Và hôm nay thì Nam đã có mặt ở Đà Lạt để dự đám cưới của một người anh em của Nam. Và hôm nay thì do là Đà Lạt đang là mùa đông khá là lạnh, cho nên là hôm nay Nam muốn làm một clip liên quan tới Nam tập cái gì để cơ thể Nam nó nóng lên. Rồi trước khi mà tập á thì Nam sẽ phải ăn sáng đúng không? Và hôm nay nhà Nam là cà phê Rini Hùng Vương Đà Lạt. Hôm nay Nam sẽ ăn sáng tại nhà. Rồi cũng lâu rồi Nam cũng không có được ăn sáng ở tại nhà của mình, không biết là ngon hay dở. Thì hôm nay thì trước khi mà tập thì Nam sẽ đi ăn sáng. Bây giờ thì cùng theo chân Nam để đi ăn thử coi quán Nam dạo này làm ăn sao, đúng không? Thấy không? Okay. Thì bên cạnh Nam đang là chị ruột. Bên cạnh Nam đang là chị ruột. Và sáng giờ thì tại vì trời lạnh quá và quán thì sớm chưa có mở cửa, cho nên là đi bộ vòng đợi quán Nam mở cửa mới có đồ ăn sáng được. Thì đi sáng giờ nó cũng hơi ấm người rồi. Thì đây là cái con đường mà mình sẽ đi xuống quán của mình thôi, một cái dốc rất là cao. Đây, cà phê đến đây. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng nha cả nhà. Vô tình thì có một anh bạn Hàn Quốc mà Nam đã làm quen được khi mà lên máy bay đi về Đà Lạt á. Nam đã làm quen được một anh bạn Hàn Quốc rất là dễ thương. Và hôm nay vô tình ảnh tới quán cà phê của Nam và talk với nhau. Thì hôm nay Nam sẽ giới thiệu anh bạn Hàn Quốc này. Và anh này tên là Jin. Ok. Xin chào, tôi là Hyuk Jin. 만나서 반갑습니다. 저는 V와 남의 친구입니다. 오케이. Okay. 이제 밥을 같이 먹으려고 하는데요. 오케이. Okay, thì thật ra không phải clip review đâu ha, chỉ là một clip ăn sáng thôi. Tí nữa quan trọng là chủ đề chính là workout. Mà hôm nay anh bạn Hàn Quốc á thì anh tới không biết là khi nào workout được. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cứ tập trung những chuyện ăn sáng trước. Ok. Nghe trong tô hủ tiếu của mình thì sẽ có một ít ức gà, hai quả trứng non, hai con tôm, một ít hành ngò, hành phi. Và cái đặc biệt của hủ tiếu ở đây á, đó là trong cái sợi mì nó sẽ làm từ đậu xanh nha, khá là mát, không có bị nóng ha.
good. Yeah, it's good. Yeah. This is first time to have this. Yeah. I think it's something really that I feel first time. Yeah. Rồi bây giờ tới mình ăn nãy mình quay nhiều quá. Protein. Protein. How do you feel after this meal? Yeah, this was the best hoodie I had in my life. Hoodie go. Hoodie go. Hoodie go. Okay, hoodie go. Tôi đã ăn hoodie go. And could you go ngon lắm? Ngon lắm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Sau khi ăn xong thì bạn Hàn Quốc lại rủ đi uống tách cà phê ở đâu đó. Không biết là cái không biết là cái vlog này có liên quan tới tập luyện không nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ follow destiny bro. Ok, hello anh em. Sau khi ăn sáng và tiếp người bạn Hàn Quốc của Nam xong, cà phê với người bạn Nam xong thì bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Bây giờ Nam mới bắt đầu tập luyện. Và để mà kết thúc cái clip này thì Nam sẽ tập một cái bài liên quan tới cơ bụng. Và đây là lần đầu tiên mà Nam làm một cái clip liên quan tới cơ bụng. Thì cái bài tập này nó chỉ có khoảng 5 phút thôi, nhưng mà nó sẽ làm nóng cái người mình rất là nhanh. Nhưng mà trước khi tập bài này thì mọi người nhớ là khởi động cho kỹ. Sau đó warm up, rồi sau đó mới tập bài này. Bài này là sẽ đánh vào nhóm cơ bụng. Và nó chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà với thời tiết ở Đà Lạt và mọi người tập cái bài này chỉ khoảng 5 phút thôi thì nó cũng đã đủ làm nóng cơ thể mình rồi. Và mọi người cùng tập với Nam nha. Ok. Ok, đầu tiên mình sẽ tập một cái kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật hollow rock. Thì hollow rock là một cái bài mọi người giữ ở cái dáng này, ngẩng đầu lên, siết cái bụng lại, giở hai chân lên và cố gắng làm sao đó cái lưng của mình nó áp sát hết xuống cái mặt sàn, đừng có để nó hõm như vậy. Ok, mọi người xuyên suốt cái bài này nó sẽ có liên quan tới cái động tác này. Rồi, bây giờ thì vô bài. Bài đầu tiên, Nam sẽ làm 10 cái 90 độ leg raise và giữ 10 giây. Nói chung là cứ tập theo Nam và Nam sẽ để cái description ở trong cái clip này ha. Rồi, mình vô. Ở Đà Lạt không xin nhé với bài này. Tập xong rồi mới có tiếp xí thôi, nóng kinh khủng, nóng hết cái cơ bụng. Cái bài này nó sẽ đánh vô 6 cái cơ bụng của mình luôn ha.
Rồi, và tiếp theo mình sẽ có 30 giây đá Flutter Kit. Flutter Kit là bài nào? Ok, tiếp theo thì mình sẽ làm ngược lại ha. Lúc đầu là mình làm 90 độ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ 10 độ. Cũng 10 độ 10 cái giữ 10 giây. Xong 45 độ 10 cái giữ 10 giây và 90 độ 10 cái giữ 10 giây. Ok. Khá là phê, nhưng mà ở cái khoảng nghỉ thì ở cái đợt tiếp theo này á thì mình sẽ có khoảng 10 giây nghỉ ở mỗi cái độ. Ok. Đi vô. Bài cuối cùng nữa để kết thúc cái bài quán bút cho Đà Lạt này đó là sẽ đưa thẳng từ 90 độ xong mình hạ chậm thì chậm cái chân của mình xuống chạm xuống đất 10 lần là mình sẽ kết thúc bài tập ngày hôm nay. Ok, không có gì nữa, vô thôi ha. Cố gắng là chậm nhất có thể và nhớ đầu cố gắng đứng lên. Trong cái thời tiết 13 độ này ha. Tập xong cái bài này đang khá là nóng rồi. Và hy vọng là anh em sẽ tập luyện ngon lành cái bài này. Nó chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà nó sẽ đánh vô 6 cái búi bụng mình rất là mạnh. Và tất cả những cái gì liên quan đến búi bụng á, nó sẽ làm cơ thể mình nóng lên rất là nhanh.
Rồi, và Nam sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu anh em cảm thấy hay thì anh em có thể like và subscribe kênh YouTube của Nam để nhận được nhiều hành hơn và theo dõi Nam nhiều hơn nữa. Ok. Bye bye.